Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2022 và thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ. Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố và các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã bám sát chủ trương của thành ủy, nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ khối, đã nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện và đạt một số kết quả bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và cấp trên giao, cũng như nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của thành ủy và đảng ủy khối. Đặc biệt đã tham mưu và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội trước ảnh hưởng của dịch bệnh, triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Trước đó, hội nghị đã tiến hành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.